Thì ở đây mình có 6 chiếc cánh gà. Mình sẽ cắt thành hai khúc. Gà khi mua về mình đã rửa sạch với muối, rượu trắng, gừng và nước sôi. Đây mình cắt ra như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ ướp gà với một ít tiêu, bột nêm, đường. Muối và nước mắm. Sau đó dùng tay trộn đều. Mình sẽ ướp gà khoảng 30 phút nhé. Tiếp theo mình sẽ cắt hành tím với tỏi rồi băm nhuyễn ra. Chiên gà thôi, cho một ít dầu vào chảo. Dầu nóng thì cho cánh gà vào chiên vàng đều hai mặt. Mọi người lưu ý, nếu không chiên ngập dầu như mình thì nhớ chiên kỹ, chiên lâu một xíu. Không thôi, khi thịt cắt ra bên trong sẽ vẫn còn máu đỏ đó. Khi gà chín và vàng đều, vớt gà ra, cho hành tỏi vào phi vàng cho thơm. Rồi cho nước mắm đã pha với nước lọc vào. Tiếp tục cho đường vào. Các bạn nêm nếm sao cho có vị mặn mặn, ngọt ngọt là được. Nước mắm sôi thì vặn lửa nhỏ, cho cánh gà vào áo thật đều với nước mắm. Rồi chờ đến khi nước mắm sệt lại là lúc nước mắm đã thấm đều vào gà. Xong rồi, bây giờ mình xếp ra đĩa ăn cùng với rau xà lách.